Thưa quý vị, theo Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận thuộc Bộ Giao thông Vận tải, thì tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền kết nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre chưa được như mong muốn. Theo báo cáo, thì tỉnh Bến Tre bàn giao được 5,2 km trong tổng số 9,32 km cần bàn giao, đạt 55,6%. Trong khi đó, tỉnh Tiền Giang chỉ mới bàn giao được 0,19 km trong tổng số 6,84 km cần bàn giao, đạt 2,7%. Bến Tre chậm 3 tháng, Tiền Giang chậm 5 tháng so với kế hoạch. Tiến độ phía Tiền Giang không đảm bảo bàn giao mặt bằng theo cam kết. Về chi phí giải phóng mặt bằng, tỉnh Bến Tre đã giải ngân trên 684 tỷ đồng, đạt 96%. Tỉnh Tiền Giang được 2,88 tỷ đồng, đạt 1,38%. Mặt khác, mặt bằng bàn giao không liên tục gây khó khăn lớn cho việc triển khai thi công của nhà thầu. Dù Bộ Giao thông Vận tải đã trực tiếp làm việc với các địa phương và có nhiều văn bản đôn đốc đề nghị hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho dự án. Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận đã chỉ đạo các nhà thầu tư vấn, giám sát, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công tư vấn tranh thủ thời tiết thuận lợi làm 3K 4 kiếp tăng mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ và kịp thời nghiệm thu khối lượng thi công hoàn thành và thanh toán theo quy định.